Xin chào các bạn. Ở trên bàn của mình ở đây, các bạn có thấy không? Đây là khấu đuôi của heo. Cái khấu đuôi này á thì làm được rất là nhiều món. Ở một số nơi thì làm khấu đuôi xào nghệ, khấu đuôi om dưa. Và ngày hôm nay mình sẽ thực hiện món khấu đuôi heo này để khười với nước dừa, tức là khấu đuôi om với nước dừa tươi. Ở đây mình chuẩn bị sẵn 2 quả dừa tươi cho khoảng độ 600 đến 700 gram cái khấu đuôi mình đã làm sạch. Các bạn thấy không, cái khấu đuôi này rất là ngon đó, rất là dày. Và mình đã bóp muối cũng như là vắt chanh, rửa sạch thật nhiều lần nước đi. Các bạn cứ rửa đến lúc nào mà các bạn cảm thấy nó sạch là được, không cứ gì phải bao nhiêu lần nước quy định, mà các bạn cứ rửa đến lúc nào các bạn cảm thấy sạch thì thôi. Ở đây là chanh mình để sẵn ở đây, để các bạn vắt ra lấy nước chanh bóp với cả cái lòng này các bạn rửa sạch, cũng như là giấm nhé các bạn, muối và giấm và chanh. Còn ở đây mình chuẩn bị sẵn là nửa củ hành tây với cả mấy lát gừng, để chút nữa chúng ta cho vào chúng ta luộc cùng với cái khấu đuôi luộc sơ, và chúng ta lại vớt ra lần nữa, chúng ta lại rửa sạch một lần nữa cho chanh vào, chúng ta rửa lại một lần nữa cho trắng, cho hết cái mùi hôi của cái khấu đuôi này đi. Và thường thì 600-700 gram khấu đuôi thì các bạn chuẩn bị 2 quả dừa tươi, thì chúng ta chỉ sử dụng nước dừa để chúng ta om với cái khấu đuôi này mà thôi. Còn cái gia vị chính là nước tương để chúng ta om với cả khấu đuôi cùng với cả bột canh và tỏi bằm. Mình chuẩn bị ở đây khoảng độ 2 miếng muỗng canh tỏi bằm, dầu ăn. Và bây giờ mình sẽ đi luộc sơ cái phần khấu đuôi này khoảng độ 5-6 phút thì chúng ta vớt ra nước lạnh, chúng ta rửa lại thật sạch và chúng ta vắt chanh vào, chúng ta rửa lại một lần nữa nhé các bạn. Khi nồi nước đã sôi và mình đã cho cái nửa củ hành cũng như là mấy lát gừng vào đây rồi, chúng ta luộc lẫn với cả cái phần khấu đuôi này cho nó thơm cái khấu đuôi của chúng ta, nó bớt hôi đi các bạn nhé. Mình sẽ luộc sơ cái khấu đuôi để trong vòng khoảng 5-6 phút gì đó thì chúng ta sẽ vớt ra, chúng ta rửa lại bằng nước lạnh cho nó thật sạch mùi hôi này đi. À, các bạn nhìn thấy không, nó săn lại, trông rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ đậy vung lại chờ sôi lại nhé các bạn. Khấu đuôi mình đã luộc được 5 phút rồi, bây giờ mình sẽ gắp ra cái bát mà có vắt chanh để cho cái lòng nó thơm và nó trắng. Đây, mình sẽ gắp vào cái bát này. Bây giờ mình sẽ đi rửa. Mình vắt cái nồi nóng này lên và cho một chút dầu ăn vào đây. Đợi dầu nóng, chúng ta sẽ cho phần tỏi băm vào. Chúng ta phi thơm phần tỏi, pha vàng. Và tiếp đó chúng ta chút cái phần khấu đuôi này vào, chúng ta chiên cho nó săn lại. Nồi này hơi chật một chút, mà chút nữa chúng ta cũng sẽ vừa thôi, thì có hơi có chật. Các bạn lật cho nó cái phần khấu đuôi của chúng ta được săn đều nhé các bạn. Chúng ta đợi cho cái khấu đuôi nó săn. Và ở đây nước dừa mình đã lấy ra được một tô như thế này nhé các bạn. Đây là nước dừa, hai trái dừa mình đã lấy ra được gần một tô như thế này nước dừa nhé. Và chút nữa chúng ta đợi cái khấu đuôi chúng ta xăm thêm một chút nữa thì lúc đó mình sẽ cho nước tương vào. Các bạn lấy nước tương ra, tăm cho mình vào một cái bát ăn cơm
khoảng nửa bát con ăn cơm nước tương nhé. Và chúng ta cho vào đó khoảng nửa muỗng cà phê được canh. Và bây giờ mình sẽ trở lại cái phần khấu đuôi để cho nó săn nữa. Là khấu đuôi của chúng ta đã săn rồi. Đây là bát nước tương, mình đang vào đây nửa bát nước tương. Và mình đã cho vào đây nửa muỗng cà phê bột canh. Các bạn đảo đều lên và chúng ta đổ vào cái khấu đuôi. Khi khấu đuôi chúng ta đã săn rồi. Và đây mình sẽ đổ vào cái phần khấu đuôi này. Ngoài ra chúng ta không nên nếm bất kỳ gia vị nào nữa. Bởi vì cái khấu đuôi của chúng ta này sẽ vừa cái nước tương và với cả vị ngọt của nước dừa tươi. Bây giờ mình sẽ đợi sôi khoảng độ 1 phút nữa thì mình sẽ cho cái phần nước dừa tươi vào. Chúng ta đun sôi nước dừa lên và chúng ta vặn nhỏ lửa, chúng ta om liu riu khoảng độ 1 giờ. Các bạn om đến khi nào mà cái phần nước dừa của chúng ta cạn sệt lại là được. Và chúng ta không tra thêm nước lạnh hay nước đun sôi gì nữa, chúng ta chỉ om bằng nước dừa tươi mà thôi. Và bây giờ mình sẽ chế phần nước dừa này vào. Như vậy là cái phần nước dừa chúng ta đã ngập lên như thế này. Và bây giờ mình sẽ đậy vung đun sôi cái phần nước dừa lên và sau đó mình sẽ vặn nhỏ lửa, chúng ta om liu riu khoảng độ 1 giờ đồng hồ. Và sau đó chúng ta nêm lại xem nó đã vừa. Khấu đuôi của chúng ta sau 1 giờ đã cạn khá là nhiều nước. Và bây giờ mình bật to cái bếp lên để cho nó nhanh cạn thêm một chút xíu nữa. Rất là ngon rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình nếm xem là cái nó đã vừa chưa. Màu rất là đẹp rồi. Rất là vừa rồi các bạn, không phải nếm thêm bất cứ một cái gì nữa. Và chúng ta đun thêm khoảng độ 10-15 phút nữa cho cạn bớt nước đi các bạn nhé. Thì sau đó chúng ta sẽ gắp ra và chúng ta thái miếng vừa ăn để chúng ta bày ra đĩa nhé các bạn. Thơm quá các bạn. Mình đã bắt cái nồi khấu đuôi khi om nước dừa ra đây rồi. Khi các bạn cảm thấy mà cái nước dừa của chúng ta nó cạn còn lại độ khoảng độ nửa bát con thì các bạn tắt bếp. Thì các bạn lấy ra nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ thái cái phần khấu đuôi và chúng ta bày vào đĩa. Wow, rất là ngon các bạn. Lúc này khấu đuôi của chúng ta đã mềm nhưng mà ăn vẫn có độ giòn của cái khấu đuôi và thấm đẫm mùi thơm của nước dừa nhé. Lúc này chúng ta thái thì vẫn còn đang nóng. Cái phần nước cốt này thì chúng ta có thể chấm với bánh mì cũng như là ăn với cơm các bạn. Rất là ngon. Và thành phẩm của chúng ta đã thái xong và bây giờ mình sẽ múc lên đây một chút nước sốt nữa. Chúng ta giữ đều lên cái phần khấu đuôi này. Rất là ngon để ăn với cơm hoặc bánh mì cũng như là làm món nhậu cho anh xã cũng như là
có khách đến chơi. Và bây giờ mình sẽ nếm thử cái phần khấu đuôi này. Rất là ngon, vừa khấu đuôi mềm nhưng mà vẫn giữ độ giòn giòn của cái khấu đuôi, ăn béo béo và thấm đẫm cái vị ngọt của nước dừa cũng như là nước tương của chúng ta. Như vậy là món khấu đuôi om nước dừa của mình hôm nay đã kết thúc tại đây, và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúc các bạn thành công với món khấu đuôi om nước dừa của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.